Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều đoàn viên thanh niên đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tuần vừa qua. Ngày 26 tháng 8 tại huyện Mường Khương, tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Đây là một trong chuỗi 8 hoạt động hỗ trợ sinh kế cho thanh niên, đặc biệt là chủ các mô hình kinh tế, thanh niên bị mất việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19. Tham gia tập huấn, hơn 100 đoàn viên thanh niên được cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xu hướng nghề nghiệp, việc làm hiện nay và các chính sách của nhà nước, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 năm 2020 vừa tổ chức họp công nhận các sản phẩm đủ điều kiện vào vòng chung khảo và tiến hành chấm điểm đối với các sản phẩm này. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ban thư ký cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 đã tiếp nhận 128 hồ sơ dự thi thuộc 5 lĩnh vực. Đây đều là các sản phẩm được lựa chọn từ 9 huyện, thành phố theo đúng quy định, thể lệ của cuộc thi. Sau khi rà soát đã có 54 sản phẩm của 124 tác giả được Ban thư ký thống nhất đề nghị được tham gia đánh giá, chấm điểm vòng chung khảo. Trong đó có 18 sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, 8 sản phẩm thân thiện với môi trường, 10 sản phẩm thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 18 sản phẩm là các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Dự kiến trong tháng 11 tới, ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đối với những sản phẩm đạt điểm cao trong cuộc thi. Chung tay cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Lào Cai đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân. Không chỉ đề nghị 100% cán bộ đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng, tỉnh đoàn Lào Cai cũng chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có ít nhất một đội hình thanh niên tình nguyện vận động hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Các huyện, thị, thành đoàn cũng đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, đồn biên phòng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện để tuyên truyền và hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone tại các địa điểm tập trung đông người như bến xe, chợ, trung tâm hành chính, các điểm công cộng và đặc biệt là đi đến từng nhà dân để tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập trên 150 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 3.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 75.000 người cài đặt ứng dụng Bluezone. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thực hiện chương trình liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với các hội, đoàn thể về chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, huyện đoàn Bảo Thắng đã tích cực chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai hiệu quả các nguồn vốn đến đoàn viên thanh niên và các hộ dân trên địa bàn. Gần trăm con lợn, hàng nghìn con gà, vườn cây sai chịu quả cùng nhiều diện tích đồi cây ao cá. Đó là gia tài hiện tại của anh Bùi Văn Dương ở thôn Đo Ngoài, xã Thái Miên, huyện Bảo Thắng. Có niềm yêu thích với nông nghiệp nên sau khi tốt nghiệp trung cấp nông lâm, anh Dương quyết định trở về nhà làm kinh tế. Năm 2015, với 50 triệu vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, anh đầu tư làm chuồng nuôi lợn. Những đàn lợn được nuôi thành công đã giúp anh Dương có thêm vốn để mở rộng và phát triển thành công mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng.
Mô hình này đã mang lại nguồn thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, giúp anh hoàn trả khoản vay đúng hạn. Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho gia đình anh thiệt hại đàn lợn trị giá vài trăm triệu đồng. Nhưng không nản lòng, anh tiếp tục vay thêm 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện theo chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để tái đầu tư đàn lợn. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình phòng dịch bệnh, hiện tại đàn lợn của anh đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại một khoản thu không nhỏ trong thời gian tới. Vay vốn cũng rất là tiện lợi, tiện ích đến người chăn nuôi làm trang trại như tôi. Bây giờ cũng rất là thiếu, bây giờ tuổi trẻ thì cũng rất là thiếu vốn. Thì để bù thêm thắp vào để mở mang trang trại, chăn nuôi, trồng cây. Anh Bùi Văn Dương chỉ là một trong số hàng trăm hộ vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác qua tổ chức Đoàn Thanh niên xã Thái Niên. Toàn xã Thái Niên hiện có 33 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó Đoàn Thanh niên xã phụ trách quản lý 8 tổ tại 5 thôn. Đến nay, tổng dư nợ do đoàn xã quản lý là hơn 12,7 tỷ đồng với 281 hộ vay. Tại các tổ tiết kiệm vay vốn, với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của các tổ trưởng, từ khâu bình xét vay vốn, sử dụng vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với ngân hàng, các tổ viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Tuy nhiên hiện tại, việc quản lý nguồn vốn tại xã cũng gặp những khó khăn nhất định. Tỷ lệ thanh niên tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi theo các chương trình còn hạn chế. Các nguồn vốn ưu đãi do tổ chức Đoàn Thanh niên nhận ủy thác hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Mỗi một cái hộ vay vốn đối với lại sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn này thì chỉ vay được 50 triệu. Với 50 triệu thì đầu tư nó sẽ không được đúng với cái quy mô hoặc kế hoạch mà người ta định ra. Thì các hộ vay vốn cũng có nhu cầu là tăng cái nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh và tăng mức vay cho người dân, mỗi một hộ. Theo tổng hợp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bảo Thắng, tính đến hết quý 2 năm 2020, tổng số vốn ủy thác do Đoàn Thanh niên huyện quản lý là 126,67 tỷ đồng với 83 tổ tiết kiệm vay vốn và 2.892 hộ vay. Trong đó chủ yếu vay vốn theo chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm với mức lãi suất ưu đãi từ 0,55% đến 0,75%. Nợ quá hạn do huyện đoàn quản lý là 12 triệu đồng. Có 12 trên 14 đoàn xã, thị trấn không có nợ quá hạn. Nguồn vốn cho vay đã giúp cho nhiều đoàn viên thanh niên có điều kiện phát triển chăn nuôi trồng trọt, phát triển ngành nghề. Nhiều hộ nghèo từ làm ăn nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các trang trại có quy mô, sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Qua đó không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ giúp đỡ nhiều hộ khác thoát nghèo bền vững. Đoàn Thanh niên 14 trên 14 xã thì hoạt động cơ bản rất là đều tay và chất lượng tốt. Hiện nay thì nợ quá hạn mà Đoàn Thanh niên đang quản lý là chiếm 0,026% trên tổng dư nợ mà Đoàn Thanh niên quản lý. Với cái số đấy thì nó cũng thể hiện một cái chất lượng hoạt động tín dụng là cơ bản là khá an toàn. Để quản lý số vốn vay ủy thác, sử dụng đúng mục đích hiệu quả, đảm bảo không thất thoát lãng phí, huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, chỉ đạo cán bộ đoàn các cấp quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Đồng thời, thông qua hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cán bộ đoàn cũng nắm bắt sâu sát hơn tâm tư nguyện vọng của thanh niên từ cơ sở. Thanh niên có nhu cầu vay vốn được tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ, qua đó tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, nhất là trên địa bàn nông thôn. Để đảm bảo cho các nguồn vốn được thực hiện hiệu quả và đúng mục đích, thì hàng năm huyện đoàn cũng chỉ đạo đoàn các xã thị trấn xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát tại cơ sở. Và huyện đoàn cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với việc triển khai thực hiện các cái nguồn vốn vay tại các xã thị trấn, rồi các tổ tiết kiệm vay vốn để đảm bảo nguồn vốn vay được thực hiện theo đúng cái mục đích cũng như là cái hiệu quả sử dụng.
Có thể khẳng định, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác thông qua huyện đoàn quản lý đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên và người dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đoàn Bảo Thắng sẽ tiếp tục chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đồng thời sáng tạo triển khai hiệu quả các chương trình cho vay để nguồn vốn được giải ngân đến đúng đối tượng và nâng cao hiệu quả của nguồn vốn giúp cho các hộ vay vốn vươn lên phát triển kinh tế. Chương trình truyền hình thanh niên tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.